Xin chào quý khách hàng đang sử dụng dịch vụ của WebNow. Trong đoạn clip này, WebNow sẽ hướng dẫn quý khách thực hiện một số thao tác chỉnh sửa cơ bản trên website của mình. Đầu tiên, quý khách sẽ tiến hành đăng nhập vào trang quản trị WordPress. Tại địa chỉ website, quý khách sẽ tiến hành nhập thêm một số ký tự bao gồm dấu xuyệt WP gạch nối admin. Sau đó chúng ta nhấn Enter. Hệ thống sẽ chuyển đến trang quản trị. Quý khách nhìn ở phía bên tay trái của chúng ta đó chính là thanh công cụ. Đầu tiên, WebNow sẽ hướng dẫn quý khách thực hiện thay đổi logo trên website. Đầu tiên, ở thanh công cụ, quý khách tìm đến mục Flatsum, chúng ta rê chuột vào đây. Sau đó, chúng ta tiếp tục tìm đến mục Theme Option, chúng ta click vào. Tiếp tục, quý khách sẽ tiến hành chọn Header. Chúng ta chọn Logo and Size Identity. Tại đây, quý khách sẽ tìm đến mục Logo Image và chúng ta chọn Select Image. Và bước tiếp theo đó chính là tiến hành tải file hình ảnh từ máy tính lên. Quý khách chọn tập tin và chúng ta chọn tiệp hình ảnh của mình. Sau đó chúng ta chọn Open để hệ thống tải lên. Sau khi hình ảnh đã được tải lên hệ thống thành công, quý khách sẽ tiến hành chọn hình ảnh và chúng ta nhấn vào chọn. Ngay lập tức thì hình ảnh sẽ được thay đổi trên website. Tiếp đến đó chính là hình ảnh biểu tượng size. Phần này quý khách thay đổi. Biểu tượng size đó chính là một cái hình ảnh nhỏ nằm ở phía bên trái của cái tab khi chúng ta truy cập trên trình duyệt. Quý khách có thể nhìn ngay đây. Đó chính là hình ảnh biểu tượng size. Để có thể thay đổi hình ảnh này thì quý khách tìm đến mục biểu tượng size. Chúng ta chọn thay đổi ảnh. Và sau đó chúng ta cũng sẽ tải hình ảnh từ máy tính lên và chúng ta chọn hình ảnh đó. Sau đó chúng ta nhấn vào chọn. Và sau đó chúng ta sẽ chọn cắt ảnh. Quý khách thấy là hình ảnh biểu tượng size ở phía bên trái của tab đã được thay đổi. Và quý khách lưu ý là sau khi chúng ta thực hiện thay đổi xong thì quý khách sẽ nhấn vào phần ô đăng này để hệ thống lưu lại những thao tác chỉnh sửa mà quý khách vừa thực hiện. Nếu quý khách không nhấn vào phần đăng này mà thoát ra thì các thao tác nó sẽ bị mất đi và hình ảnh nó sẽ quay trở lại như lúc ban đầu. Tiếp theo, WebNow sẽ hướng dẫn quý khách thực hiện tạo chuyên mục mới cho các bài viết cũng như là đăng một bài viết mới lên website. Tại thanh công cụ, quý khách tìm đến một bài viết, chúng ta click vào đây. Ở giữa màn hình, đó là những bài viết, nó đang hiển thị những bài viết đã được hiển thị trên website của mình. Hiện tại website của chúng ta có 4 bài viết. Để tạo một chuyên mục mới cho bài viết thì quý khách click vào phần chuyên mục. Hiện tại trên website của chúng ta có 4 chuyên mục, đó là dự án, hạng mục thi công, phong cách sống và tin tức. Thì các chuyên mục này nó là một cái tổ hợp của những cái bài viết. Ví dụ như chúng ta, đây là chuyên mục phong cách sống. Thì khi quý khách viết những bài mới và chúng ta chọn chuyên mục này thì những bài viết nó sẽ được hiển thị ở đây. Còn khi chúng ta chọn chuyên mục tin tức thì cái bài viết đó nó sẽ được hiển thị ở đây. Do đó chúng ta sẽ tạo những chuyên mục mới khi chúng ta có những cái bài viết mới. Ví dụ ở đây chúng ta tạo thêm một chuyên mục mới là dự án A. Quý khách muốn tạo một chuyên mục mới là dự án A thì chúng ta sẽ nhập tên của cái chuyên mục đó vào ô tên này, dự án A. Ở cái phần đường dẫn này chúng ta sẽ để trống, chuyên mục cha chúng ta sẽ để là trống luôn. Sau đó chúng ta chọn thêm chuyên mục. Như vậy là cái chuyên mục dự án A này đã được thêm thành công. Để có thể chỉnh sửa cái tên của các chuyên mục này, quý khách chỉ cần rê chuột vào chuyên mục đó, chúng ta chọn chỉnh sửa. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành cập nhật lại thông tin ở đây. Sau đó chúng ta chọn cập nhật. Để xóa một chuyên mục thì quý khách sẽ quay lại phần chuyên mục này. Chúng ta rê chuột vào chuyên mục muốn xóa. Sau đó chúng ta thấy cái phần ô xóa này, chúng ta click vào đây. Chọn OK để hệ thống xóa đi chuyên mục chúng ta đã tạo. Sau khi đã tạo chuyên mục thì WebNow sẽ hướng dẫn quý khách đăng một bài viết mới lên website của mình. Tại phần bài viết, quý khách tìm đến mục viết bài mới và chúng ta click chuột vào đây. Ở ô đầu tiên, quý khách sẽ tiến hành nhập tiêu đề cho bài viết. Ví dụ bài viết của chúng ta viết về phong cách decor thì chúng ta sẽ nhập cái tiêu đề chính là phong cách decor ở ô đầu tiên. Sau đó ở ô lớn bên dưới chúng ta sẽ tiến hành nhập nội dung đầy đủ của bài viết. Chúng ta sẽ nhập hết toàn bộ nội dung của bài viết vào đây. Quý khách
Nhìn lên cái biểu tượng, các cái biểu tượng ở phía trên cái ô lớn này, đây chính là các cái công cụ để chúng ta có thể chỉnh sửa nội dung của bài viết. Quý khách tìm đến cái biểu tượng hiện hoặc ẩn thân công cụ này, chúng ta click vào để xuất hiện thêm nhiều công cụ mới. Chúng ta thấy rằng là các cái công cụ chỉnh sửa này nó cũng tương tự như ở bên Word, chúng ta có thể in đậm, in nghiêng, căng trái, căng giữa hoặc là căng phải. Để thêm một hình ảnh mới vào nội dung của bài viết thì quý khách sẽ click vào thêm media. Sau đó chúng ta cũng sẽ tải hình ảnh từ máy tính của mình lên như cái bước thay đổi logo lúc nãy. Sau khi hình ảnh đã được tải lên rồi thì chúng ta sẽ chọn hình ảnh đó và chúng ta chọn chèn vào bài viết. Nhưng quý khách lưu ý là trước khi chúng ta chèn vào bài viết thì chúng ta sẽ nhìn ở phía cái góc bên phải này nè, ngay chỗ tùy chọn hiển thị nội dung đính kèm. Chúng ta xem nó cái bước căn chỉnh này như thế nào. Tại phần căn chỉnh này, quý khách set up là căn chỉnh chính giữa, kích cỡ là kích thước đầy đủ. Mục đích của cái việc set up như thế này là để cho hình ảnh của chúng ta hiển thị bên trong nội dung bài viết nó được đẹp hơn. Sau đó chúng ta chọn chèn vào bài viết. Như vậy là hình ảnh đã được chèn thành công. Để thêm một dòng chú thích ngay bên dưới hình ảnh này, quý khách sẽ click vào hình ảnh, sau đó chúng ta chọn biểu tượng chỉnh sửa và chúng ta sẽ nhập nội dung của chú thích vào hai ô này, sau đó chúng ta chọn cập nhật. Ngay lập tức thì cái nội dung chú thích nó sẽ được chèn ngay bên dưới của hình ảnh luôn. Để thay đổi cái độ lớn, độ nhỏ của hình ảnh này, quý khách chỉ cần nhấn giữ chuột vào góc, một góc nào đó của hình ảnh, sau đó chúng ta sẽ nhấn giữ và kéo vào, kéo ra để thay đổi kích thước của hình ảnh này. Sau khi đã nhập đầy đủ thông tin nội dung của bài viết thì quý khách sẽ nhìn sang bên phía bên tay phải. Chúng ta cuộn xuống bên dưới và chúng ta chọn chuyên mục cho bài viết. Chúng ta vui lòng chọn đúng chuyên mục để nó có thể hiển thị đúng trên website. Ví dụ, đây là một bài viết về phong cách decor. Chúng ta chọn cho nó là chuyên mục phong cách sống chẳng hạn, hoặc là hạng mục thi công. Tùy vào nội dung bài viết nó thuộc về chuyên mục nào thì chúng ta sẽ chọn chuyên mục cho phù hợp. Ví dụ như nội dung bài viết này nó là một bài về tin tức thì chúng ta sẽ chọn chuyên mục tin tức. Quý khách lưu ý là cái chỗ chuyên mục này chúng ta chọn đúng chuyên mục phù hợp với nội dung của bài viết. Còn để thêm những chuyên mục mới thì lúc nãy webinar cũng đã hướng dẫn quý khách. Sau khi đã set up chuyên mục, chọn chuyên mục cho nó xong thì quý khách sẽ tiến hành đặt ảnh đại diện. Chúng ta click vào phần đặt ảnh đại diện và chúng ta cũng sẽ tải hình ảnh từ máy tính lên, sau đó chúng ta chọn hình ảnh đó và chúng ta chọn đặt ảnh đại diện. Sau khi thấy hình ảnh đã được hiển thị thành công ở phần này, chúng ta sẽ tiến hành đăng bài viết lên website. Chúng ta click vào ô đăng để bài viết được đăng lên website. Như vậy là quý khách đã có thể nắm được cách đăng bài viết. Tiếp theo webinar sẽ hướng dẫn quý khách cách tạo danh mục sản phẩm cũng như là thêm một sản phẩm mới lên website của mình. Tiếp tục ở phần phía thanh công cụ, quý khách tìm đến một sản phẩm, chúng ta click chuột vào đây. Cái bước tạo danh mục sản phẩm thì nó cũng tương tự như bước tạo chuyên mục cho bài viết. Cũng tại phần sản phẩm này, quý khách click vào danh mục. Để tạo một danh mục mới thì chúng ta chỉ cần nhập tên của danh mục đó vào đây. Ví dụ ở đây chúng ta nhập là bảng hiệu A. Sau đó các bước còn lại cũng tương tự như tạo chuyên mục cho bài viết. Đường dẫn chúng ta để trống, sau đó chúng ta sẽ tải lên thêm ảnh cho cái chuyên mục này, cái danh mục này để cho nó đẹp hơn. Chúng ta chọn sử dụng ảnh, sau đó chúng ta chọn thêm danh mục mới. Ngay lập tức thì danh mục bảng hiệu A này sẽ được thêm. Để xóa cái danh mục này đi thì quý khách chỉ cần rê chuột vào và chúng ta chọn xóa. Tiếp theo webinar sẽ hướng dẫn quý khách đăng một sản phẩm mới. Tại cái mục sản phẩm này, chúng ta tìm đến chỗ thêm mới, chúng ta click chuột vào đây. Giao diện đăng sản phẩm cũng tương tự như giao diện đăng bài viết thì đầu tiên chúng ta cũng sẽ nhập cái tên sản phẩm. Ví dụ chúng ta nhập đề co ở đây, sau đó chúng ta sẽ nhập nội dung bài viết. Nó cũng tương tự như cái cách mà chúng ta đăng bài viết mới. Sau đó chúng ta cũng sẽ chèn hình ảnh, chúng ta chỉnh sửa lại nội dung cho phù hợp. Sau khi đã hoàn thiện nội dung mô tả cho sản phẩm nhập ở phần này, quý khách tiếp tục cuộn xuống bên dưới và chúng ta sẽ nhập giá bán cho sản phẩm. Ở đây có hai mức giá là giá bán thường và giá bán khuyến mãi. Chúng ta sẽ tiến hành nhập giá bán. Nếu có giá bán khuyến mãi thì quý khách sẽ nhập thêm giá bán khuyến mãi. Và quý khách lưu ý là khi chúng ta nhập
cái giá bán thì chúng ta chỉ nhập số và không có nhập các cái ký tự như là dấu chấm, dấu phẩy. Chúng ta chỉ nhập số. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành chọn cái danh mục sản phẩm. Ví dụ sản phẩm này nó là thuộc danh mục đề co nội thất thì chúng ta sẽ chọn là đề co nội thất. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành thiết lập ảnh sản phẩm. Sau khi đã thiết lập ảnh sản phẩm thành công thì bước cuối cùng đó là đăng sản phẩm này lên website. Chúng ta chọn đăng. Như vậy là sản phẩm của chúng ta đã được đăng thành công lên website. Để xóa những cái sản phẩm này thì quý khách sẽ quay lại trang tất cả sản phẩm. Chúng ta thấy là sản phẩm decor này vừa được đăng lên website thành công. Để xóa nó thì chúng ta sẽ chọn thùng rác để xóa sản phẩm này. Hoặc để chỉnh sửa những cái sản phẩm mà quý khách vừa đã đăng tải lên website thì chúng ta cũng chỉ cần rê chuột vào sản phẩm cần chỉnh sửa và chúng ta chọn chỉnh sửa. Ngay lập tức thì hệ thống sẽ chuyển đến giao diện để quý khách có thể chỉnh sửa nội dung của sản phẩm. Sau khi đã chỉnh sửa thì chúng ta sẽ click vào phần cập nhật để cập nhật nội dung mà chúng ta vừa mới chỉnh sửa. Tiếp theo, webinar sẽ hướng dẫn quý khách thực hiện thay đổi một số thông tin cơ bản ở phần trang chủ website. Chúng ta sẽ truy cập lại vào phần trang chủ website. Quý khách nhìn ở phía trên, chúng ta thấy một cái thanh công cụ. Quý khách tìm đến cái biểu tượng sửa trang, chúng ta rê chuột vào đây và chúng ta sẽ click vào Edit with UX Builder. Để thực hiện chỉnh sửa cũng như thay đổi các thông tin thì quý khách chỉ cần double click chuột vào và chúng ta cập nhật lại thông tin mới. Sau đó chúng ta chọn OK. Chúng ta chọn Apply và chọn Update. Đối với các hình ảnh cũng tương tự như vậy. Chúng ta click vào hình ảnh. Sau đó chúng ta chọn Trend Media và chúng ta cập nhật hình ảnh mới cho nó. Sau đó chúng ta cũng chọn Apply và chúng ta chọn Update. Còn đối với phần footer này, để thực hiện chỉnh sửa thì chúng ta sẽ cuộn xuống bên dưới phần footer và quý khách sẽ rê chuột vào đây. Quý khách thấy là ở phía trên footer chúng ta xuất hiện một cái edit block. Quý khách sẽ nhấn vào UX Builder. Bước thực hiện cũng tương tự như lúc nãy. Thì chúng ta cũng chỉ cần double click chuột vào các cái thông tin cần thay đổi ở phần footer. Chúng ta double click chuột vào đây, sau đó chúng ta cập nhật lại thông tin mới. Sau đó chúng ta chọn OK, chọn Apply và chọn Update. Đối với các cái trang khác như là trang giới thiệu hay là trang liên hệ, cách chỉnh sửa cũng tương tự như ở phần trang chủ. Chúng ta truy cập vào trang liên hệ, sau đó chúng ta rê chuột vào biểu tượng sửa trang. Chúng ta chọn Edit with UX Builder. Và chúng ta sẽ tiến hành chỉnh sửa lại các hình ảnh này. Nếu như quý khách muốn, chúng ta sẽ chọn thay đổi hình ảnh. Sau đó chúng ta chọn Apply và chọn Update. Vậy là webinar đã hướng dẫn cho quý khách một số thao tác cơ bản để thực hiện chỉnh sửa trên website của mình. Trong quá trình sử dụng website, nếu quý khách có một số thắc mắc cần hỗ trợ về mặt kỹ thuật, quý khách có thể liên hệ với webinar. Đội ngũ kỹ thuật viên của chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách trong thời gian sớm nhất. Xin cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của